nếu các anh hùng S-Class ăn tế bào quái vật. Xin chào 500 anh em của kênh Weibo Never Die. Trong những ngày ở nhà giãn cách xã hội, thực sự buồn quá anh em ạ. Bên cạnh viết nội dung, làm clip phục vụ anh em, mình còn xem phim để giết thời gian nữa. Nếu các bạn là một fan trung thành của Marvel thì chắc chắn là biết trong khoảng thời gian này có một TV series của Marvel đang khá hot, chính là What If, một bộ phim lấy cảm hứng từ việc sẽ ra sao nếu những siêu anh hùng mà chúng ta vẫn thường thấy rơi vào một hoàn cảnh hoàn toàn khác những gì chúng ta biết. Từ việc Black Panther bị bắt cóc và rồi thành Star-Lord hay là Captain America thực chất chưa bao giờ được tiêm huyết thanh, tất cả đều là những giả thuyết vô cùng lôi cuốn và thú vị. Vậy các bạn nghĩ sao nếu chúng mình cũng sẽ làm một series như vậy với vũ trụ One Punch Man nhỉ? Thú thực thì chúng mình đã làm những giả thuyết kiểu như này trên kênh rồi, nhưng mà chúng chưa thực sự đồng nhất. Chính vì vậy, hãy coi như hôm nay sẽ chính là tập đầu tiên của series What If phiên bản One Punch Man các bạn nhé. Và để giới thiệu số đầu tiên này thì chủ đề mình lựa chọn đó là sẽ ra sao nếu như các anh hùng S-Class của chúng ta ăn tế bào quái vật, một trong những thứ khiến cho lực lượng bên Hiệp hội Quái vật trở nên đông đảo và mạnh mẽ. Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Nào, bắt đầu thôi. Lưu ý là mình sẽ chỉ liệt kê những S-Class nổi bật khi ăn tế bào quái vật thôi nhé. Một, nguồn gốc của tế bào quái vật. Nhìn chung thì tế bào quái vật chính là thứ hay là vật trung gian để tạo ra quá trình chuyển đổi khả năng về mặt thể chất cũng như là hình dạng của người ăn phải nó. Tức là khi bạn ăn tế bào quái vật thì nó sẽ khiến bạn trở thành phiên bản gần như là mạnh mẽ nhất của bạn khi nó cường hóa tất cả mọi chỉ số từ tốc độ, thể lực, sức mạnh và đặc biệt là cả phần tính cách bên trong con người bạn nữa. Nó khá là giống với khả năng mở khóa tiềm năng của Kai trong Dragon Ball khi ông ta đã làm điều tương tự với Gohan trong Buu Saga. Ngoài việc ban phát cho bạn sức mạnh, nó còn cho bạn cả một vẻ ngoài mới, hay nói thẳng ra là nó biến bạn thành một con quái vật ở vẻ bề ngoài, xù xì và xấu xí. Đó chính là sự đánh đổi để được tiến hóa về mọi mặt trong sức mạnh của mình. Nên nhớ, ngay cả tinh thần của bạn cũng sẽ giống với lũ quái vật nếu như bạn ăn tế bào, một tâm lý méo mó và đầy biến thái. Nó sẽ lôi ra phần đen tối nhất trong bạn rồi để nó chiếm hữu lấy bạn. Cũng phải nói thêm, cũng có một số trường hợp ngoại lệ, dù ăn phải tế bào quái vật nhưng mà dường như tâm lý của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Điển hình như Goketsu, hắn có vẻ như khá là bình tĩnh và thông minh trong mọi việc, thay vì tính cách rồ dại của đại đa số những người ăn tế bào quái vật và không kiểm soát được nó. Cho nên mình nghĩ là sức mạnh vốn có cũng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm khi ăn tế bào quái vật, và mình cho rằng đa số các S-Class sẽ giống với Goketsu, không bị ảnh hưởng nhiều về tâm lý. Ý mình là họ vẫn sẽ áp nhưng mà kiểm soát được bản tính đó như là Goketsu vậy. Và nếu để nói người nào ăn mà dễ tổn hại đến tinh thần nhất, có lẽ sẽ là hợp kim đen bóng. Vì như các bạn cũng đã biết, anh hùng to cao đen hôi của chúng ta yếu bóng vía đến nhường nào. Bên trong cơ thể đồ sộ như thế kia là một tâm hồn mong manh và dễ vỡ. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu 10 anh hùng sẽ thay đổi như thế nào nếu ăn phải trái ác quỷ này nhé. Sẽ có một số anh hùng vì một số lý do khách quan cũng như chủ quan mà mình sẽ không liệt kê vào danh sách này. Chẳng hạn như hai siêu anh hùng máy móc là Genos và Kỵ sĩ Sắt. Đơn giản vì họ là máy móc, mà trong khi tế bào quái vật chủ yếu là biến đổi về mặt thể chất. Ngoài ra, Blast và Bofoy mình cũng xin loại khỏi danh sách vì có quá ít thông tin từ hai đại ca này các bạn nhé. 2. Các anh hùng S-Class sẽ thay đổi như thế nào? Tatsumaki, người đầu tiên mình sẽ đề cập đương nhiên sẽ là anh hùng top 2 trong hiệp hội. Chị đại của chúng ta dù có vẻ bề ngoài nhỏ nhắn và xinh xắn, nhưng bên trong lại có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Đó cũng chính là minh chứng cho câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hối hận không kịp đấy anh em ạ. Theo ý kiến cá nhân của mình thì Tatsumaki chính là người mang trong mình sức mạnh to lớn nhất nếu như cô ăn phải tế bào quái vật. Vì khi ở sức mạnh bình thường, cô đã hoàn toàn solo được cả Psychos lẫn vua quái vật Orochi nhờ sức mạnh tâm linh quá khủng khiếp của mình. Nay lại còn được cường hóa lên gấp bội, và cộng với đó là độ trâu bò được gia tăng sẽ giúp cho cô nàng Loli này không biết kiệt sức nếu phải đấu một trận đấu dài hơi. Lúc bấy giờ, bão tố Tatsumaki sẽ chính thức trở thành siêu bão với mức độ tàn phá, mình nghĩ là phải lên tới cấp bán thần cao nhất, tiệm cận cấp thần. Chỉ có điều, ngoại hình baby cute của chị đại cũng sẽ mất theo, và nhìn vào bộ váy te tua của chị nhà mình thì mình sẽ liên tưởng đến Usela trong One Disney nếu như ăn phải tế bào quái vật. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó đúng không anh em? Nghĩ đến cảnh chị đại nhà ta béo ú với những xúc tu dài ngoằng là mình đã thấy đáng sợ rồi. Bang,
một dân chơi hệ võ thuật trong Hiệp hội Anh hùng. Và với mình, đây là một nhân vật rất dễ dự đoán. Vì ngay trong giải đấu võ thuật, ta đã thấy được phần nào nếu các võ sư ăn tế bào thì sẽ bị biến đổi ra sao. Đa phần họ sẽ bị biến đổi về ngoại hình dựa theo đặc điểm nổi bật. Còn các thông số cơ bản thì đều được buff lên cao cả. Hãy làm một phép so sánh nhỏ. Go Ketsu đã từng là nhà vô địch của giải đấu Super Fight. Nanh Bạc cũng vậy, nên nếu như bang ăn tế bào quái vật thì chắc chắn sức mạnh của ông ít nhất sẽ phải ngang ngửa với Go Ketsu. Đấy là còn chưa kể kinh nghiệm trận mạc mà ông đã tích lũy được trong suốt những năm chiến đấu. Có môn phái và bí kíp võ thuật riêng, độ dẻo dai và sức bền cũng thuộc hàng top. Nên mình mạnh dạn khẳng định, bang mà ăn tế bào thì cho hỏi Go Ketsu là thằng nào luôn, mặc cho ông nay đã 81 tuổi. Mình nghĩ bang đâu đó sẽ mạnh như lúc Garu dạng bán quỷ, thứ mà chúng ta thấy trong chapter gần đây khi anh ta bán hành cho Bom và cả bang. Còn về hình dạng không phải kiểu cục xúc như Bakugan hay là Go Ketsu, nên mình không nghiêng về khả năng bang sẽ trở nên khổng lồ. Vì đặc điểm ngoại hình của bang là cơ bắp săn chắc cùng với cơ thể linh hoạt, nên là khả năng cao bang sẽ giống với Garu. Nhưng mà thay vì bị cắm hai cái sừng to trà bá ở trên đầu ấy, thì sẽ là một bộ râu hoành tráng cùng chiếc đầu toàn gai chăng? Tiểu Bá Vương, trời đất, mình thực sự không dám tưởng tượng đồng đế đáng yêu với khuôn mặt búng ra sữa nếu phải biến đổi thành quái vật thì trông sẽ như nào mất. Vì vốn chúng ta đã quá quen với hình ảnh ngây thơ của một cậu bé 10 tuổi rồi. Nhưng mà vì công việc nên mình đành phải dự đoán rằng điểm mạnh nhất của đồng đế chắc chắn phải là bộ óc thiên tài của cậu cùng những món bảo bối công nghệ. Hoàn toàn không có kỹ thuật chiến đấu cận chiến nào cả, nên việc buff sức mạnh vào những chỉ số này khả năng là sẽ không quá đáng kể. Mà thay vào đó, tế bào quái vật tập trung phát triển bộ não của cậu tới mức độ siêu to, khiến nó có thể hoạt động nhanh hơn, xử lý được nhiều dữ liệu hơn, hay nói đơn giản như một chiếc siêu máy tính. Thậm chí việc buff thêm một số tính năng như là khả năng tấn công bằng sóng não là điều hoàn toàn có thể. Còn về ngoại hình thì mình đau lòng khi phải nói ra rằng để buff về trí não như vậy thì rất có thể đồng đế sẽ sở hữu cho mình bộ não siêu to khổng lồ, hay cho dễ hình dung sẽ giống với gã phản diện MODOK trong MCU. Chân tay teo tóp lại, còn chừa mỗi bộ não khổng lồ và bộ mặt kỳ dị. Nghĩ đến thôi mà hình tượng Tiểu Bá Vương trong mình sụp đổ luôn mất. Zombieman, một siêu anh hùng có khả năng hồi phục siêu bá đạo, nên là Zombieman khả năng cao sẽ là người hấp thụ được tế bào quái vật này tốt nhất. Nó sẽ ban phát cho anh sự chịu đựng trâu bò hơn cùng với một sức mạnh cực lớn. Bạn nghĩ sao nếu như phải đấu với một đối thủ đã trâu, khỏe mà méo thể làm sao cho hắn chết dù tấn công thế nào đi chăng nữa, gây sát thương ra sao thì hắn vẫn có thể hồi phục được. Thậm chí là khả năng tự chữa lành của Zombieman còn có thể được cường hóa nhờ tế bào quái vật. Mình không dám chắc nó có thể đạt đến mức nào, nhưng mà rất có thể nó nhanh đến mức kinh hồn. Anh em tưởng tượng Zombieman lúc đó sẽ có khả năng hồi phục như là Boros, nát bộ phận gì mọc ra ngay lập tức. Thực sự khủng khiếp nếu như điều này xảy ra. Big God, thần lợn, vua ăn tạp trong vũ trụ One Punch Man, có một cách ăn uống phản khoa học khi chẳng bao giờ nhai mà cứ thế nuốt chửng con mồi rồi từ từ tiêu hóa chúng. Sẽ thật là kinh khủng nếu như thần lợn của chúng ta được buff thêm nhờ tế bào quái vật. Và mình đang nghĩ đến sẽ biến ngài thành một thứ gì đó như găm, nhưng mà khả năng hấp thụ và ngốn đồ ăn sẽ cao cấp hơn. Tuy nhiên vẫn còn một điểm làm cho mình băn khoăn là liệu tế bào quái vật có thể phát huy tác dụng trong dạ dày của thần lợn hay không. Vì như chúng ta đã biết, nồng độ axit trong bụng của anh hùng này là vô cùng đậm đặc và còn nhiều nữa. Không khéo ông thần này ăn một rổ tế bào nó mới có thể phát huy tác dụng được mất. Hợp kim đen bóng, Puri Puri và Thanh Top Master. Ba nhân vật này mình xin phép xếp vào một nhóm vì phong cách chiến đấu và ngoại hình của họ khá là giống nhau. Cả ba đều là những gymer chính hiệu và dùng rất nhiều sức mạnh thể chất của mình trong chiến đấu. Với ngoại hình hiện tại thì cũng dễ hiểu nếu ăn tế bào quái vật thì ba nhân vật này sẽ sở hữu cho mình một cơ thể siêu khổng lồ và vô cùng hầm hố. Để cho dễ liên tưởng ngoại hình của những quái vật thể hình này thì nó sẽ rất giống Abomination của Marvel, con quái vật đã hành cho Hulk ra bã. Một ngoại hình siêu chiến với những chiếc gai nhọn sẽ biến họ thành quái vật thực sự. Ngoài ra, với mỗi đặc tính của họ sẽ được buff lên cao hơn cả, ngoại trừ những thông số buff cơ bản. Chẳng hạn như hợp kim đen bóng thì lớp da cứng như kim loại của anh này sẽ có thể sánh ngang với tinh trùng vàng, thậm chí là còn có thể hơn nữa. Nhưng mà thay vào đó, tâm lý của hợp kim đen bóng cũng bị ảnh hưởng không ít. Về cơ bản là tâm lý của anh chàng này rất là yếu, việc anh hùng đen bóng chúng ta có thể phát điên nếu như ăn tế bào quái vật.
Còn Puri Puri và Tank Top Master thì cơ bản họ không có gì nổi bật ngoài những kỹ năng thuần về sức mạnh, cho nên tế bào sẽ buff cho những cú đấm của họ trở nên uy lực cùng với sức công phá đáng sợ hơn. Chó canh phòng, anh hùng cấp S này của chúng ta cũng gần giống với Bang, là chiến đấu thiên về võ thuật và phong cách chiến đấu giống với loài chó. Không có quá nhiều thông tin về việc liệu chó canh phòng còn giữ cho mình một dạng chiến đấu nào khác không, nên là mình sẽ tập trung bàn về sức mạnh mà anh chàng này hiện đang sở hữu. Dựa vào việc bón hành cho Garu một cách khá là dễ dàng khi ở dạng thường cũng đủ để hiểu tốc độ uy lực cũng như là khả năng võ thuật đáng nể của vị anh hùng này. Nếu như ăn thêm tế bào quái vật, mình sẽ không ngần ngại khi cho rằng đẳng cấp của chó canh phòng sẽ còn phải hơn một thảm họa cấp rồng thông thường. Chưa kể việc kiểm soát cảm xúc cũng được tăng lên, vì bình thường vị anh hùng này đã vô cùng lạnh lùng, gần như không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào đặc biệt. Còn về hình dạng thì sẽ na ná như Rover, cũng có thể là điều mà chúng ta sẽ thấy khi việc hấp thụ tế bào xảy ra. Bạn cứ tưởng tượng Rover bình thường đã là một con quái vật cấp rồng cực kỳ mạnh mẽ, mà giờ lại còn biết thêm võ vẽ, lại còn biết tư duy thay vì chỉ chiến đấu theo bản năng như một con vật như trước, thì độ bá nó không còn biết tới mức nào nữa. Flashy Flash, tia chớp vàng của làng lá. À chết, mình nhầm chuyện rồi. Thầy hờ của anh hói với mái tóc vàng óng ả cùng tốc độ kinh hồn Flashy vốn dĩ đã được coi là một trong những ninja mạnh nhất của làng ninja rồi. Thậm chí hai tên quái vật cấp rồng là Hellfire và Gilewind còn chẳng có cửa, thì thử hỏi nếu Flashy ăn tế bào sẽ kinh khủng như thế nào. Anh sẽ giống với nhân vật Kizaru trong One Piece với khả năng hóa ánh sáng cùng những cú ra đòn chết người mang sức công phá lớn. Ngoài ra, kỹ thuật dùng kiếm của anh chàng này cũng là điểm đáng lưu tâm. Và tế bào sẽ buff cho anh ý một thanh gươm ánh sáng siêu chói lóa, ngoài dùng để chiến đấu còn rất tốt trong việc làm mù mắt đối phương. Còn về phần ngoại hình, mình đang nghiêng về việc Flashy sẽ gần giống với vua ninja nhưng mà sẽ có màu vàng. Ngoài ra, thay vì hai cặp sừng sẽ là những chiếc dây leo đầy gai sau đầu. Samurai Nguyên Tử, ông thần có khả năng chém bách phát bách trúng cùng kỹ năng kiếm thuật điêu luyện, bình thường đã giữ cho mình một vị trí khá là cao trong hiệp hội anh hùng. Mọi đối thủ nếu như không phải có khả năng đặc biệt như là kiểu tinh trùng đen thì gần như sẽ bị anh hùng này chém nát bấy. Và chỉ khi lên tinh trùng vàng thì mới lần đầu thấy kiếm của samurai này cùn đến thế. Nên mình suy đoán rằng nếu ăn trái ác quỷ, ông có thể chém mọi thứ với thanh kiếm của mình, kiểu giống như được buff Haki vậy. Ngoài ra, ngoại hình của ông sẽ như là ác quỷ Asura với 3 đầu và 6 tay cầm 6 thanh kiếm. Trời ơi, nghĩ đến thôi là mình đã thấy siêu ngầu rồi. Đầu mọc thêm sừng đúng chất ác quỷ cùng với tốc độ kinh hồn. Quả thực đây sẽ là phiên bản quái vật bá cháy nhất dành cho một S-Class, đúng không các bạn? Trên đây là những giả thuyết của mình về hình dạng cũng như là sức mạnh mà các S-Class của chúng ta có được nếu như ăn tế bào quái vật. Các bạn còn muốn góp ý thêm cho mình làm về nhân vật nào nữa? Đâu là hình thái các bạn cảm thấy đáng sợ nhất? Thì hãy comment và để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Như thường lệ sẽ là góc comment. Bạn Kakashi Official, Genos có xứng đáng làm anh hùng cấp S hay không ác? Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi cho mình câu hỏi về Genos. Một câu hỏi mình nghĩ là cũng rất nhiều bạn thắc mắc. Theo mình, cấp S có đến 17 thành viên và đương nhiên là phải có S-Class this, S-Class that, chứ không phải là tất cả S-Class sẽ khủng bố như Tatsumaki. Và thêm vào đó, Genos đã vượt qua bài kiểm tra năng lực để lên S-Class, tức là có sự cân nhắc khá là kỹ rồi, mà thứ hạng của cậu thì không được cao, nên tức cậu thuộc S-Class năng lực chỉ top dưới. Theo mình như vậy thì là hợp lý với Genos vào thời điểm đó. Bạn Vi Huỳnh, à cho em hỏi, Saitama có cầm được búa của thỏ không nhỉ? Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho bên mình. Nhớ like và subscribe kênh của mình để không bỏ lỡ bất cứ video nào nhé. Còn về câu hỏi của bạn thì mình tin khả năng bạn là fan bự của Marvel rồi, đúng không? Đầu tiên, các bạn phải biết hai vũ trụ của chúng ta đang đề cập đến là hoàn toàn khác nhau, nên là mình sẽ chỉ đề cập đến Sai có xứng đáng không thôi nhé. Với mình thì Captain America có thể nhấc được chiếc búa vì sự anh hùng trong suy nghĩ đến hành động xả thân quên mình, một anh hùng kiểu mẫu. Nếu đem Sai lên bản cân thì mình thực sự là lo ngại cho anh hói, vì Sai không phải là mô típ anh hùng kiểu như vậy. Vì anh quá mạnh nên là mọi thứ với anh trong công cuộc làm siêu anh hùng này nó khá là đơn giản. Nên là mình không biết có thể lốt nổi hình mẫu anh hùng của Sai không nữa, nhưng mà khả năng cao là sẽ không nhá. Bạn Minh Nguyễn, Sonic và Flashy Flash ai mạnh hơn hả?
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho bên mình. Nhớ like và subscribe kênh của mình để không bỏ lỡ bất cứ video nào nhé. Một bên S-Class, một bên là giang hồ tự do. Không phải nói thì mình cũng tin rằng Sonic hiện tại chưa có cửa với Flash. Hai quái vật cấp rồng là Hellfire và Gilwin còn chưa ăn được Flash thì Sonic sẽ rất khó và còn cần phải tập luyện thêm nhiều nhá.